Dạ Vương Mai Chích Choè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em có một số lượng cũng ít chứ không nhiều. Em cần thanh lấy giá cực rẻ luôn cả nhà. Chỉ có 4.000 một cây thôi. Phải nói là giá rất là rẻ nha cả nhà. 4.000 một cây mà rễ rất là đẹp nha. Đó, đây, rễ là sơ nè. Đó, đây ha, là sơ nè, rễ nôm nè, trái bí ba muối nè. Trời ơi, cây như thế này mà giá chỉ có 4.000 thôi nha cả nhà. Chiều cao nha, 1 gang, 2 gang, 3 gang luôn, thì tầm 50 cm đi lên hết. Gốc của nó thì bằng đầu đũa ăn đi lên nha. Đó, chỉ có 4.000 một cây. Trời ơi, quá rẻ rồi cả nhà ơi ha. 4.000 một cây. Cây nó cũng có nhánh nữa nè. À, lúc ngày mai con thì cái số lượng còn ít thì em thanh lý hết cả nhà, để chuẩn bị cho một mùa mới ha. Đó, giá chỉ 4.000. Rồi, và tiếp tục hàng bên đây em sẽ có là hàng 5.000 nha. Đây, 5.000 một cây. Cái này mập hơn cái kia. Rễ thì nó cũng tương tự nha. Em thấy nó có lò xo 3 muối nữa nè. Đó, đây, đó, đây ha. Đó, đây rễ nè. Đó, rễ quá như thế này nha. Lò xo 2 muối, lò xo 3 muối ha. Đủ kiểu. Cây thì nhánh nhiều lắm. Và lô này thì 5.000 nha. Cũng cao 50 đến 60, gốc bự hơn xíu nha cả nhà. Rồi, tiếp tục hàng bên đây nha. Bên đây sẽ là cái hàng cây cao ha. À, chị Hai ơi, cái này cái cây này cao nhiêu ạ? Đám này cao nhiêu? Rồi, 9 tấc. Trời ơi, bà nói 9 mét nghe hết hồn luôn. Trời ơi, trời mưa nè, cả nhà nó ngã nè. Cả nhà, em có một lô cao 9 tấc nè, mà cành nhánh nè, cả nhà nhìn nè. Trời ơi, coi nè, cây nó mập ù luôn á cả nhà. Đó ha, gốc bành bành luôn. Đó, nè, cả nhà nhìn nhánh nè, nhánh nè. Nhánh dữ dằn luôn á. Cây này 9 tấc ha, 9 tấc đi lên. Rễ là bí nè, bí 3 mắt nè, rễ chà bá luôn ha. Đó, đây, 2 mắt rồi tùm lum, rồi là so. Đó ha, này gốc mập lắm cả nhà. Coi nè, trời ơi coi nè, cái nhánh nè. Đó, em cầm ra cho cả nhà mình cùng xem. Đó, đây ha. Ui, ngã luôn. Rồi, cây này là giá 10.000 nha cả nhà. Đó, em có 2 loại 10.000 cho nên cả nhà khi mua mình nhớ nói là 9 tấc đi lên. Bên em đặng biết lấy, không có lộn hàng nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây là hàng bí 4 muối nè. Trời ơi, đây nè, 4 muối em bao nha. Loại này em bao nha, 4 đến 5 muối. Cây lùng liền cạo 40-50, nhánh cũng nhiều lắm. Bí này là bí gặt nha, em bao 4 muối đi lên. Giá là 10.000 một cây. Rồi, tiếp tục hàng bên đây, hàng hồ lô. Hồ lô em mới về, hồ lô hôm nay hạ nhiệt rất là nhiều. Hôm trước em bán 20.000 một cây, mà do là cô chủ này còn cái mặt bằng ha, bán rẻ cho em cho nên là em cũng để rẻ lại cho khách mình có trồng ha. Rồi, bữa hổm em bán 20, hôm nay em bán với giá 15.000 thôi, hồ lô. Đó, hồ lô hôm nay hạ nhiệt nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn có cái núm ở trên ha, vần ở đây là quấn bí nha, sau này nó sẽ lên cái hồ lô nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nha, hạ nhiệt rất là nhiều. Hôm nay em giảm giá còn có 15.000 một cây thôi. Mà 25 cây thì bên em bao ship nha. Đó, 25 cây em bao ship. Đó, hồ lô nha cả nhà. Hồ lô em mới về đẹp lắm nè. Cả nhà nhìn về mới về nè ha. Rồi tiếp tục là hàng bí. Đó, bính cả nhà. Bính tóc xương cá ha. Hôm nay cũng hạ nhiệt luôn. Giá còn 20.000 thôi. Ủa cả nhà nhìn nè. Ủa nó đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Trời trời trời, con này cả nhà nhìn nè. Ha, rễ nè, cả nhà nhìn nè. Sáng rực luôn, vàng ôm luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, loại này là giá 20.000 nha, 20.000 một cây nha cả nhà. Cái này 25 cây bên em cũng bao ship luôn ha, rất là đẹp nha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của Chích Choè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ha.